nhận được lệnh đông cưu ngồi xuống mắt nhìn lên người tỏa ra luồng khí tím hắn đạp mạnh xuống đất tức tốc bay lên hướng đến trúc lãng cánh tay sắt thép của hắn vung mạnh về sau tụ lực chuẩn bị xuất chiêu tên triệu doãn trác ánh mắt nham hiểm cười khinh thường ha 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 trúc lãng kinh ngạc con dối sao ầm 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 đông cưu tung mạnh một quyền đầu của bức tượng đá vỡ nát khói bụi bay khắp nơi trúc lãng vội nhảy lên cao né tránh trúc lãng đáp xuống mặt đất bên trên tên đông cưu nhìn xuống nói lớn Trúc minh lãng mấy năm nay ngày nào ta cũng nghĩ xem làm sao để tự tay giết được người Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội rồi, hắn cắn chặt răng vô cùng cam phẫn, Trúc Lãng lạnh lùng nói, "Ồ, ta còn tưởng là ai, Triệu Doãn Trác, ngươi giấu mình cũng kỹ ghê, con rối này ngươi phải tốn không ít thời gian để tạo nên nhỉ, hẳn là nó đã thay ngươi làm không ít việc, ví dụ như mấy việc nối dõi tông đường chẳng hạn." Trúc Lãng nhếch miệng cười nói tiếp, "Nhưng mà nếu như thật sự có con nối dõi, thì đứa bé đó là con của Triệu Doãn Trác ngươi hay là của con rối đó nhỉ?" Triệu Doãn Trác bên này há miệng hét lớn vô cùng tức giận, "Ngươi chết đi cho ta, ngay lập tức!" con rối đông cưu hóa thành một đạo thân ảnh tím ngắt lao nhanh xuống cánh tay đông cưu hóa lớn luồng linh lực tỏa ra vô cùng dữ tợn trúc lãng khinh thường đứng bất động tiếp chiêu trúc lãng mỉm cười một tia ánh sáng đỏ rực xuất hiện bay qua trước mặt trúc lãng con rối đông cưu bất ngờ giật mình sau đó vô số tia ánh sáng đỏ chém nát hai cánh tay của đông cưu ngay lập tức tên triệu doãn chắc bên kia liền hộp máu hắn lấy tay ôm miệng hoảng hốt cầm long linh kiếm trong tay ánh mắt trúc lãng vô cùng sắc bén nếu như chặt đứt hết tay chân một lần vẫn không khiến ngươi khôn ra thì để ta chặt thêm lần nữa vậy nhìn lên trên trận chiến của bạch khởi trúc Lãng thúc giục nói lớn bạch khởi đừng chơi nữa đánh nhanh thắng nhanh đi bạch khởi liền nghiêm mặt thi triển chiêu thức vô số tảng băng sắc nhọn liên tục tấn công vào tử hỏa thiên long thân thể nó liền chảy máu ầm 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 tử hỏa thiên long chúng chiêu rớt mạnh xuống mặt đất chấn động làm cho khói bụi bay khắp nơi hứa mậu trợn tròn mắt máu không ngừng bắn ra từ miệng hắn triệu Hi cắn chặt răng khinh thường liếc nhìn hừ, đúng là đồ phế vật trúc lãng lạnh nhạt thi triển long linh kiếm bay xung quanh trúc lãng nói chư vị muốn sống thì mau biến đi lời nói của trúc lãng khiến một tên kích động hắn đưa tay thi triển linh ấn vàng tay còn lại xuất ra linh ấn tím sau đó một bàn chân lớn vàng kim xuất hiện hạ vị quân cấp kim khung long một con rồng vàng óng con thứ hai là một con tử vân long chuẩn vị quân cấp tỏa ra lôi điện đồng loạt xuất hiện hắn là hoác thượng quân tử tông lâm hắn khinh thường nói vài năm trước ngươi từng khiêu chiến tử tông lâm nhưng tiếc rằng lúc đó không có mặt ta vừa hay hôm nay có thể bù đắp lại tiếc nuối ngày hôm đó bên này một bước chân đạp mạnh xuống đất phát ra linh lực thân hình vô cùng đô con hắn là diệp quảng thân phàm học viện hắn cắn chặt răng tay nắm chặt xin lỗi nhé ta lớn từng này rồi vẫn chưa từng thấy tên nào ngu như tên này cảm phiền nhường ta lên trước bên khác một tên hòa thượng hai tay niệm ấn bước đến a di đà phật tên chọc đầu này là cước tăng dương hoa hào khí võ tông ôn mộc như diệu sơn kiếm tông nàng ta rút thanh kiếm sắc bén cao mày nói tên trúc minh lãng này từng đâm ra một kiếm hôm nay ta phải đích thân báo thù rửa hận trúc lãng bên này nở nụ cười khinh thường không phải tranh nhau trúc minh lãng ta ghét nhất là lãng phí thời gian lên hết một lượt cho nhanh dùng. Bên trên tòa lầu cao, một tên nam nhân khoanh tay khinh thường nói, trời, tên trúc minh lãng này quả là không coi ai ra gì, nữ nhân bên cạnh hai mắt hóa tim say như điếu đổ, ngầu quá, ta thích. Hoắc thượng quân tay thi triển linh lực hết lớn, ừ, để ta xem người mạnh đến đâu, tử vân long, lên, ngay lập tức, con rồng tím của hắn há miệng, hai mắt tỏa ra lôi điện lao nhanh tấn công. Trúc lãng bên này liền xuất động, huyễn hóa ra một đầu rồng đỏ của long linh kiếm gầm gừ đáp trả, Hoắc thượng quân há hốc mồm hoảng hốt, đây là kiếm linh sao, chết rồi hắn đưa tay hét lớn a tử rút mau con rồng bất ngờ giật mình trúc lãng hai mắt đỏ rực tay đưa lên cao tới đi hắn giang chân ra hai tay nắm chặt long linh kiếm ngọn lửa bộc phát dữ dội xoẹt xoẹt ầm 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 tử vân long ăn chọn một kiếm thân thể của to lớn của nó bị đánh bật về sau nằm bẹp trên đất những tảng đá lớn không ngừng nứt ra diệp quảng gồng mình liền nói để ta hắn bật nhảy lên cao tiếp cận trúc lãng hai tay nắm chặt linh lực tụ lại ở hai bàn tay nộp mạng đi trúc lãng chỉ long linh kiếm về trước Kiếm linh đỏ rực há miệng tức tốc lao đi, lại một tên nữa tới chịu chết, ầm ầm ầm, va chạm chiêu thức nổ ra vô cùng kịch liệt, chết tiệt, chúc lãng cười khinh thường, chỉ có vậy thôi à, hắn cắn chặt răng hoảng hốt suy nghĩ, cái bộ dạng ra vẻ này của hắn thật đáng ghét, con mẹ nó, Long linh kiếm xuyên qua phòng ngự áp sát tiếp cận đến khuôn mặt hắn, hắn tức tốc nhảy lùi về sau, Long linh kiếm liên tục đuổi theo, chỉ là một kiếm linh thôi sao có thể có được uy lực lớn như vậy, Long linh kiếm sắc bén áp sát trong mắt hắn, hắn trợn tròn mắt, chết rồi, xoẹt xoẹt, hắn vội vàng nghiêng đầu long linh kiếm sượt qua máu liền bắn ra long linh kiếm bay vút lên hắn không ngừng hét lớn a a a đau quá hoắc thượng quân đứng trên đầu kim khung long kim khủng long há miệng thi triển chiêu thức một màn thủy kim vàng chóe từ trong miệng kim lân long phát động bay ra long linh kiếm lúc này tốc độ cực nhanh bay ngược theo long kim thủy bay lên tử vân long bên này nhìn long linh kiếm hướng đến kim khung long giật mình hoắc thượng quân bên trên cười đắc ý chúc mình lãng lần này ta sẽ không sơ xuất nữa đâu bất ngờ tử vân long xuất hiện tung đuôi đánh mạnh vào long linh kiếm ngay lập tức long linh kiếm chém rách đuôi của tử vân long tử vân long rớt mạng xuống đất long linh kiếm vụt qua tiếp tục bay lên lúc này long linh kiếm đã tiếp cận đến miệng tử kim long long linh kiếm đâm thẳng vào đầu nó máu liền tóe ra nó há miệng gầm gừ gào thét hoắc thượng quân lúc này xám mặt mồ hôi không ngừng toát ra hắn vô cùng hoảng hốt bên dưới trúc minh lãng khoanh tay điều khiển long linh kiếm tiếp tục bay đi hừ hừ khai đa uống máu cũng khá đủ rồi bên này diệp mộng như cùng đám đệ tử đồng loạt lao đến cùng xông lên giết hắn trúc lãng đưa tay ra hét lớn kiếm đến ngay lập tức long linh kiếm liền quay trở về bay đến bàn tay trúc lãng nó không ngừng tỏa ra ngọn lửa đỏ rực nhìn vào long linh kiếm trúc lãng bất ngờ đây là bích huyết minh văn sao không tệ chút nào hắn liền nở nụ cười suy nghĩ có lẽ diệp mộng như từ trong màn khói trợn tròn mắt tấn công trúc lãng lạnh nhạt tốt nhất là dùng máu của kiếm sĩ ừ muốn máu của ta sao vậy còn phải xem kỹ thuật của ngươi có đủ tốt không ánh mắt trúc lãng lúc này đen lại hắn nắm chặt long linh kiếm kích hoạt minh văn ngọn lửa bộc phát ra vô cùng to lớn đưa long linh kiếm lên cao chuẩn bị tấn công lúc này diệp mộng như hoảng hốt sợ hãi à thắc mắc canh canh hai thanh kiếm va chạm vào nhau chấn động phát ra diệp mộng như hai răng cắn chặt mắt nhắm lại à bất ngờ tay cầm kiếm của à liền tóe máu bên này ánh mắt trúc lãng không hề có một sự thương xót nào diệp mộng như lập tức nhảy lùi về sau cuối người thủ thế à trợn mắt kinh ngạc thằng cha này mạnh thật sức mạnh quá lớn khiến ta có chút mất kiểm soát trúc lãng lúc này như một con dã thú với sức mạnh của long linh kiếm không ngừng phát động kiếm linh long thanh kiếm đã thức tỉnh những hoa văn trên cánh tay trúc lãng lúc này bắt đầu phát sáng. Ngọn lửa trên cánh tay tỏa ra sức mạnh to lớn. Trúc lãng thầm nói: Ta là phù du, kiếm là thiên hồng. Bên này, đám người kia vội vàng hét lớn: Không được, không thể để hắn ta tập hợp sức mạnh thành công. Mọi người cùng xông lên, giết. Thật ra sát thương của thanh kiếm không phải là trận pháp. Một tia ánh sáng to lớn đỏ rực từ trên bầu trời giáng mạnh xuống. Những ngọn lửa lớn tản tác bay quanh luồng ánh sáng. Diệp Mộng như triệt để sợ hãi. Âm thanh giọng nói của trúc lãng vang vọng vào tai à, mà là kiếm pháp. Nhìn kỹ đây đây là thanh kiếm đầu tiên trúc lãng đưa tay lên cao huyễn hóa ra một thanh kiếm vàng với những ngọn lửa lớn bao quanh thanh kiếm to lớn đến kinh ngạc trúc lãng nghiêm mặt phất mạnh tay xuống thanh kiếm tức tốc lao đi nhìn đòn tấn công uy lực to lớn tiến đến bọn chúng đồng loạt hoảng hốt không được mau tránh ra ầm 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 một kiếm dường như chém đôi cả cơ quan thành ra thành hai nửa chấn động to lớn không ngừng phát ra bên trên những tòa lâu đám người hoảng hốt bọn họ trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn bên dưới cơ quan thành đất đá tan vỡ người nằm la liệt máu chảy khắp nơi không được rồi Chân của tôi bị gãy rồi, cái tên trúc minh lãng này quả là ma quỷ, thanh kiếm đó là cái quái gì vậy, sao có thể lợi hại như vậy. Trúc lãng bên này tiếp tục phát động, kiếm thứ hai, những tia phong khí xanh ngắt xuất hiện bao quanh lấy Long Linh kiếm, vèo vèo vèo, một cơn lốc xoáy to lớn được chém ra, vô số Long Linh bị chúng chiêu bay tác tác khắp nơi. Kiếm thứ ba, Long Linh kiếm hóa thành một thanh kiếm ánh sáng tím, âm khí sắc bén liền tụ lại, bọn chúng hoảng hốt nhìn lên cao. Những tia khí tím và những tia lôi điện xanh ngắt liên tục đánh xuống, tất cả bọn chúng đều bị chúng chiêu, mặt sưng húp thân thể bất động a a a úi úi không né được cứu cứu ta đám nữ nhân diệu kiếm sơn tông trúng đòn quần áo dần rách nát phát ra tiếng rên a a ứ ứ như được lên đỉnh diệp mộng như bụng chim sung sướng há miệng mặt ửng đỏ long linh kiếm tiếp tục hóa thành một thanh linh kiếm bằng lửa đỏ rực trúc lãng ngồi xuống cắm mạnh thanh kiếm xuống đất kiếm thứ tư địa kiếm hắn nghiêm mặt hét lớn nứt mặt đất liền bị xé toạc ra nứt nẻ lửa từ những vết nứt không ngừng phát lên vân trung hà hoảng hốt tột độ sư thúc kiếm tổn trận là kiếm pháp sao dương phong kinh ngạc không kém đây cũng là lần đầu tiên ta nghe nói đến cũng là lần đầu tiên thấy có một người có thể phát huy uy lực của trận pháp này một cách nhuần nhuyễn và tinh tế như thế trúc minh lãng quả là ngày càng ghê gớm long linh kiếm hóa thành một thanh lôi kiếm trắng toát kiếm thứ năm lôi kiếm những tia lôi điện tử trên trời như một cơn mưa sấm sét giáng xuống bọn chúng bị chúng chiêu liên tục nhảy múa a à á hự hự trúc lãng hét lớn kiếm thứ sáu long linh kiếm hóa thành một thanh kiếm lửa càng ngày càng sáng phát động sau đó một cơn lốc lửa tạo thành một vòng xoáy tấn công vào đám người bọn chúng tên triệu hy hốt hoảng bỏ chạy chết tiệt cái kiếm rách đó của trúc minh lãng sao đột nhiên lại mạnh quá vậy chưa dừng lại trúc minh lãng nói tiếp kiếm thứ bảy long liên kiếm hóa thành một cây cung lửa trên tay trúc lãng bắn một đòn ánh sáng tốc độ cực nhanh được bắn ra đừng hự hự diệp mộng như bị bắn xuyên qua vai trái à không ngừng la hét ầm 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 đòn đánh xuyên qua va chạm vào vách tường lớn vụ nổ liền phát ra nhìn lại bức tường đá dày một lỗ tròn bị bắn xuyên thủng qua bên kia đám người bọn họ hoảng hốt bỏ chạy chết rồi mau chạy thôi tên trúc minh lãng này giết người đến phát điên rồi lúc này Trúc Minh Lãng yếu ớt khuỵu gục xuống, phù phù, hắn lau vội mồ hôi, lâu rồi không dùng quả là không quen tay mà, bây giờ nhiều nhất cũng chỉ có thể thi triển đến kiếm thứ bảy, nhưng mà thế cũng đủ rồi. Triệu Ngõ vô cùng sợ hãi hoảng hốt, "Chư vị, kiếm pháp này quá mạnh, ta rút lui trước đây." Diệp Mộng như bên này ôm lấy cánh tay, "Chúng ta cũng rút thôi." Hoắc Thượng Quân liền nói, "Những người dưới quân cấp đừng nên tranh đấu nữa thì hơn, ai đó tốt bụng đỡ ta dậy được không? Ta bị đá đè lên nè." Triệu Thần bực tức hét lớn, "Sợ cái gì, bây giờ hắn đã kiệt sức rồi, độc cốt long một con rồng xương liền được hắn triệu hồi hắn đưa tay ra phát động những tia khí tín cùng nhau xử hắn đi trúc lãng cười lạnh lùng chỉ dựa vào đám tàn binh bại tướng các ngươi mà cũng muốn động vào ta sao mơ mộng ảo huyền một tả nữ nhân nở nụ cười ma mị hi 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 trúc lãng giật mình hoảng hốt xung quanh trúc lãng là những lá bùa vàng tạo thành những vòng xoáy chói chặt trúc lãng tại một chỗ chết rồi đây là thiên cân phù từ sau màn khói một thân ảnh mờ ảo bước ra phù sư hà thanh thiển cầm lá bùa trên tay ả à nhẹ nhàng nói xin được chỉ giáo ả à liền đưa tay phát ra những lá bùa vàng bay vút đi trúc lãng bên này nhìn chăm chú những lá bùa tấn công đến sơ xuất chúng bẫy của ả à rồi triệu thần cười đắc ý ha 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 thanh hiển cô nương làm tốt lắm độc cốt long tấn công hắn đi Trúc lãng cau mày suy nghĩ chết rồi độc cốt long bên trên phun ra một màn xương tím ngắt tấn công vào vị trí của trúc lãng bên dưới nam linh sa cùng dương quân hoảng hốt trúc minh lãng thiếu ra sau cú va chạm màn khói đen dần tan đi trúc lãng không một vết xước chỉ vậy thôi à bạo phong trí vũ hóa sơn trọng giáp một bộ giáp đen bao bọc lấy thân thể trúc lãng chặn đòn tấn công đánh như vậy mà cũng đòi làm ta bị thương sao đúng là đang nằm mơ mà dương quân vô cùng bất ngờ tốt quá thiếu ra không sao nam linh sa nở nụ cười tên này đúng là không khiến người ta bớt lo được mà hoác thượng quân răng cắn chặt cau mày tức giận hừ bị thiên cân phủ vây giữ trở thành một cái bia ngắm sống thế kia để ta xem ngươi còn có thể ngạo mạn được bao lâu hà cô nương có kim khôi phủ không thi pháp lên kim khung long của ta đi hà thanh hiển liền nói có ả à thò tay vào chim lấy phù ngay lập tức một lá phù tỏa ra ánh sáng vàng được đưa lên cao ánh sáng liền bao bọc lấy kim khung long nó lúc này trên miệng tụ lực tạo thành quả cầu kim lôi kim khung long cho hắn mở mang tầm mắt đi ngay lập tức quả cầu dần bị nén nhỏ lại thành một ánh sáng trắng kim khung long nhắm thẳng đến trúc lãng đang bị vây khốn tấn công trúc lãng bên dưới nhìn lên mấy người tưởng thiên cân phù có thể vây giữ ta thật sao những lá phù thiên cân liền bị lửa đốt cháy lúc này quả cầu to lớn đánh mạnh xuống cũng là lúc trúc lãng huyễn hóa ra đôi cánh bay vút lên. Hoắc Thượng Quân cùng Hà Thanh Hiển hoảng hốt, hắn có thể phá được thiên cân phù của ta sao? Không được, tuyệt đối không thể để hắn đắc ý. Xoẹt xoẹt, trúc lãng chém đứt đuôi kim khung long, nó gầm gừ đau đớn. Độc cốt long xuất hiện bất ngờ há miệng tấn công trúc lãng, chết đi. Trúc lãng đưa tay lên cao, những ngón tay có lại, lửa bùng phát dữ dội, Thiểm Long kiếm, ngay lập tức, cả thân thể trúc lãng như một mũi tên bay vút qua, thân thể Độc Cốt Long liền bị cắt ra thành hai khúc, đoàng đoàng, thân thể Độc Cốt Long liền bị nổ tan tác tạo thành một ngọn lửa đỏ rực trên bầu trời. Bên dưới kim khung long cùng tử lôi long há miệng tụ thành hai quả cầu lôi điện kim tím hướng lên trúc lãng chuẩn bị tấn công trúc lãng bên trên đưa thanh kiếm lên cao tất cả đã kết thúc rồi ánh mắt trúc lãng hóa đỏ chém mạnh thanh kiếm xuống thiên mạc kiếm trên bầu trời một cơn mưa lửa đồng loạt tấn công xuống bên dưới hoắc thượng quân cùng hà thanh hiển và đám thí sinh hoảng hốt chết rồi hà thanh hiển đưa tay thi triển kim khôi phù thủy ngự phù nam thổ phù thanh mộc phù đồng loạt là những phù chú phòng ngự được thi triển ra những lá phù liền bị đốt cháy Diệp Quảng đưa tay thi triển một màn chắn phòng ngự xanh, hắn không ngừng hét a a a a chặn lại những đòn lửa tấn công đến. Thân thể hắn liền bị chém rách, máu không ngừng tóe ra, chết tiệt, trụ vững cho ta, bên này, tên thầy chùa hai tay chắp lại, a di đà Phật, Phật tổ phù hộ ta. Xung quanh thân thể hắn tạo thành một cái trung vàng kim ngăn chặn những đòn lửa khí sắc nhọn lao đến, a di đà Phật, xin Phật độ ta. Triệu Thần cùng Quỷ Long tay nắm chặt chống đỡ. Quỷ Long, chỉ cần vượt qua lúc này thì chúng ta sẽ thắng, cố lên, hoặc thượng quân vô cùng sợ hãi hắn nấp sau một tảng đá lớn còn có thể thắng được không quân cấp vây đánh cũng không thể đánh lại một người một kiếm chúng ta thua rồi dương phong trên tòa lầu cao nói kiếm cảnh của trúc minh lãng vẫn cao thật uy lực thế này e rằng phải đạt tới thực lực của trung vị quân cấp trung vị quân cấp sao tuy rằng chúng ta vẫn luôn phân loại chung chung mỗi cấp ra thành hạ vị và thượng vị đỉnh vị nhưng khi đạt tới quân cấp thì nó đã trở thành một cấp bậc lớn hơn rất nhiều giống như sông và biển vậy sông có thể dùng vài lời để khái quát được hết nhưng biển thì lại không như vậy vậy nên khi đạt tới quân cấp các cấp vị sẽ được phân chia kỹ càng hơn nữa thành năm vị là chuẩn bị hạ vị trung vị thượng vị và định vị ô hóa ra là thế bên trong trận chiến lúc này kim khung long miệng không ngừng chảy máu nằm gục trên đất trúc lãng xoay người lạnh lùng hoắc thượng quân liền nói đa tạ đã nương tay kiếm pháp của diệu kiếm sơn tông quả là cao siêu nhưng ta sẽ không đánh giá cao thuật mục long của ngươi thứ ngươi dựa vào chẳng qua chỉ là kiếm linh long hiếm gặp trên đời mà thôi không có nó ngươi sẽ không thể thắng được không bao lâu nữa ta nhất định sẽ vượt qua người Chúc Lãng bất ngờ xoay mặt lại, ánh mắt sắc lạnh, "Ngươi, đứng lại. Ngươi có thể đi, nhưng hộp gấm phải để lại." Chúc Lãng liếc nhìn Hà Thanh Hiển, "Các ngươi thì sao, muốn tự tay giao hộp gấm ra hay là muốn đọ sức với ta tiếp?" Hà Thanh Hiển cắn môi, "Bọn ta thua rồi." Bất ngờ, à ta hoảng hốt hét lớn, "Cẩn thận!" Triệu Thần từ trong màn sương khói tím cùng độc lông của hắn bất ngờ xuất hiện cười đắc ý, Chúc Lãng cau mày giật mình. Hắn trưởng mạnh một trưởng vào lưng Chúc Lãng, chúng phải đòn bất ngờ, những mảnh áo trên cơ thể Chúc Lãng rách thành những mảnh vụn, ầm 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 cả thân thể trúc lãng rơi mạnh xuống đất từ trong màn xương hắn nở nụ cười đắc ý trúc minh lãng ta đây không giống đám vô lại đó đâu bây giờ sức lực ngươi đã cạn kiệt lại bị ta đã thương ngươi vẫn nên ngoan ngoãn giao hết hộp gấm ra đây thì hơn bên dưới mặt đất từ bên trong màn khói trúc lãng gắng gượng đứng dậy cơ thể đầy dẫy vết thương miệng chảy máu trúc lãng giơ tay lên cao long linh kiếm hóa thành một thanh kiếm đỏ quang sáng ngay lập tức thanh kiếm bay vút lên cao một kiếm khí đỏ rực to lớn xuất hiện trúc lãng không nói một lời đưa tay thi triển long linh kiếm hóa thành to lớn lửa không ngừng phát ra tấn công đám người bên dưới hoảng hốt thì chủ đã động sát niệm a di đà phật bên trong một tòa lầu nào đó an vương đen mặt tức giận đánh mạnh tay xuống bàn ây âm ngông cuồng ra tay giết đệ tử hoàng tộc trước ánh nhìn của biết bao nhiêu người lý nào lại vậy chúc thiên quan ngươi còn không mau ngăn thẳng con vô pháp vô thiên của ngươi lại hừ nực cười vậy thì con trai của môn chủ trúc môn ta đây có thể tùy ý để cho triệu thần sát hại sao người có mắt đều nhìn thấy chính tên triệu thần đó đã toan tính muốn giết con ta trước lúc này chấn động bên ngoài khiến cả căn phòng rung lắc những người bên trong giật mình hoảng hốt mau nhìn đi từ trên trời là một thanh kiếm khổng lồ lửa toát ra dữ dội cắm thẳng vào cơ quan thành thanh kiếm đâm mạnh xuống tạo thành một vụ nổ lớn chấn động khắp nơi tên triệu thần hai mắt trợn trắng mồm học máu nằm bất tỉnh những người khác cũng không thoát khỏi số phận nằm la liệt trên đất khói bụi bay khắp nơi trúc lãng tay dựa vào linh long kiếm gắng gượng cười nhạt trọng tài bây giờ hộp gấm đều đã thuộc về trúc minh lãng ta rồi đúng không nữ trọng tài toát mồ hôi suy nghĩ trời đất cả núi cửu quân mộ đều đổ sụp cả rồi chàng trai này thật mạnh mẽ quá đi trúc lãng mắt nhìn lên nhìn nữ trọng tài không nói gì sau một lúc nàng ta ngượng ngùng nói à phải phải ngươi là quán quân hộ gấm đều là của ngươi lúc này khán giả trên những tòa lâu không ngừng gieo hò kích động từ bên trong cơ quan thành trúc lãng nam linh sa cùng dương quân bước ra trúc lãng đưa cho nam linh sa một quyển trục đây là văn thư công nhận quyền tọa trấn tổ long thành bang tứ thành bang của đại lục ly xuyên phần còn lại phải dựa vào việc đánh trận của vân tư rồi nam linh sa nói tỷ ấy sẽ không thua đâu chuyển cảnh đến nội đình trúc gia bên trong một tòa nhà lớn dương quân toát mồ hôi nhìn thiên quan cùng trúc lãng hai mắt phát sáng chia của cầm những hộp gấm trên tay phát tài rồi chỗ này cho con này hay 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 con xin cha mấy thứ này đều là thứ con thắng được trong cuộc thi đó cha đây sao có thể để con mình thiệt được chứ trúc lãng xám mặt không phải chứ cha à lúc trước đã nói là chia 5 năm năm mà chỗ này của con cùng lắm cũng mới chỉ có bốn phần thôi ông liền trở mặt tiểu tử con còn có mặt mũi thốt ra mấy lời đó à con nuốt mất bao nhiêu danh kiếm trong chú kiếm đường ta vẫn còn chưa tính toán với con đâu thôi mà thôi mà con làm vậy không phải đều là vì cuộc thi sao không làm vậy thì kiếm linh long của con cũng đâu mạnh được đến thế thiên quan ném cho trúc lãng một hộp gấm bớt ngụy biện đi linh ước giới này coi như bồi thường cho con nó trúc lãng tay bắt hộp gấm mặt thộn ra sao mà qua loa quá vậy cha hừ tiểu tử thối đừng có được đằng chân lên đằng đầu chiếc nhẫn này có thể giúp con có thêm một lần linh ước có thêm một con rồng không thích à trúc lãng giật mình hai mắt hắn phát sáng cha đừng nói mấy lời xa cách vậy mà. Dù sao cũng là người một nhà, một nửa đó của cha ít nữa cũng sẽ thành của con thôi, bây giờ chia thêm cho con một ít cũng đâu thiệt đi đâu. Lão liền đã chúc lãng bay vút ra bên ngoài sân, cút ngay, chỗ này của cha mày là để dành cho thê tử xinh đẹp của ta, hu hu hu. Chuyển cảnh đến tiểu viện của Trúc Minh Lãng, ngươi không biết đâu, khi Trúc Minh Lãng giáng một kiếm đó, bầu trời giống như sắp sụp xuống luôn vậy. Những người tham gia thi đấu bên núi cửu quân mộ đều bị dọa sợ tè ra quần, lúc đó ta sợ đến mức tim muốn nhảy vọt ra ngoài luôn lão cá chép kinh ngạc thật không ngờ tiểu trúc tử bây giờ lại mạnh tới vậy khụ 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 trúc lãng từ sau đi đến lão cá chép cùng niệm niệm giật mình cẩm lý tiên sinh ta đã trưởng thành rồi lúc trước ngài vẫn gọi tên ta bình thường mà sao tự nhiên bây giờ lại gọi là tiểu trúc tử thế niệm niệm vui mừng vô đến quắp lấy người trúc lãng trúc minh lãng ngươi về rồi sao chia của với cha ngươi xong chưa bây giờ chúng ta có tiền rồi về sau sẽ không phải lo về thức ăn cho mấy bé rồng nữa nè nè nam nữ thụ thụ bất thân xuống ngay cho ta tại ta thấy ngươi đẹp trai quá nên mới kích động chút đó mà ừ ngươi kích động vì nhìn thấy ta sao hay là kích động vì nhìn thấy tiền còn nữa ta thắng dựa vào chính sức mình chứ có phải đi cướp bóc đâu mà chia với trả của cẩm lý tiên sinh trầm trồ kiếm linh long đó của ngươi sau khi thức tỉnh lợi hại như vậy sao mau tung vài chiêu cho ta xem nào trúc lãng lắc đầu nói có liên quan đặc biệt đến những hoàn cảnh sự kiện trận đấu nhất định muốn phá giải những phong ấn của kiếm hồn khác thì phải đi tìm kiếm lai lịch của những cổ kiếm kia bích huyết minh văn này nhất thức tỉnh sau khi sử dụng sẽ lại ngủ yên, phải để kiếm linh long ăn kiếm nạp năng lượng thì mới có thể tiếp tục thi triển sức mạnh. Niệm niệm giơ tay thất vọng, cái gì chứ, ta còn cứ tưởng là mạnh thế nào cơ, hóa ra là hàng dùng một lần à? Chúc lãng gãi đầu gượng cười, chỉ là tạm thời ngủ say thôi, giống như cơ thể của ta vậy. Sau lần thi triển kiếm tỉnh này, đến bây giờ cơ thể ta vẫn còn cảm giác trống rỗng, phải nghỉ ngơi vài ngày mới có thể khỏe lại được. Bích huyết minh văn này có lẽ cũng cần có thời gian để nghỉ ngơi giống như vậy. Niệm niệm vũ mạnh vào lưng trúc lãng cười gian xảo cơ thể ngươi thế này là không có được đâu ngươi nhìn nam tỷ tỷ đi kìa đấu xong một trận vẫn bừng bừng sức sống thế kia hừ chuẩn bị sẵn đồ ăn cho mấy đứa bạch khởi chưa à ha đi liền đây trúc lãng xám mặt lắm mồm thật sự cẩm lý tiên sinh vuốt dâu nói đợi đã chúc minh lãng băng thần bạch khởi không ăn mấy thứ đạm bạc được đâu ngươi hãy mua thêm ít đồ bổ cho nó nữa trước khi nó tấn dài tốt nhất nên để tu vi đạt tới đỉnh vị chủ cấp như vậy thì sau khi nó tiến hóa có thể trực tiếp đạt tới trung vị quân cấp nhưng mà làm vậy khá tốn tiền trúc lãng mỉm cười vậy những đồ bổ đó cụ thể là những gì ta sẽ nhờ phương niệm niệm đi kiếm bây giờ chúng ta không có thiếu tiền cẩm lý xoa đầu ngây ngốc đồ bổ sao đồ bổ gì cơ trúc lãng cùng niệm niệm đứng hình cạn lời không phải chứ vừa nói dứt mồm xong mà quên được luôn à ngài nói bạch khởi cần ăn đồ bổ để chuẩn bị tốt cho việc tiến hóa sắp tới của nó cẩm lý giật mình nhớ ra à ta nhớ ra rồi ngươi có thể đưa tiểu bạch long của ngươi tới vân tri quốc rèn luyện một chuyến nơi đó có rất nhiều thứ tốt vân tri quốc sao nhưng số người được đến vân chi quốc rèn luyện đều dành cho các đệ tử hoàng tộc cả rồi vậy thì ngươi phải tự nghĩ cách thôi cẩm lý xoay sang nói với niệm niệm đi tiểu nha đầu chúng ta đi dạo phố biết đâu lại mua được thứ đồ bổ thì sao trúc lãng vuốt cầm suy nghĩ xem ra phải tìm tần dương nhờ cô ấy nghĩ cách lấy được tư cách đi vân chi quốc của đệ tử hoàng tộc rồi chuyển cảnh đến phòng luyện công trúc môn tần dương ngược tấn công toát mồ hôi 997, mông phòng thủ 998, tần dương một tay hít xà không ngừng luyện tập ánh mắt vô cùng quyết tâm một Phù phù phù, quả nhiên vẫn phải tăng cường luyện tập, nhất định không thể trở thành gánh nặng cho thiếu gia được. Bất ngờ cửa được mở ra, Tần Dương ngại ngùng đỏ mặt nhìn Trúc Lãng đi vào. Trúc Lãng xoay đầu liền lấy tay che mắt, "À thì, xin lỗi nhé, ta quên gõ cửa." Hắn nên vội vàng ra ngoài đóng sầm cửa lại. Tần Dương mở cửa ra, "Thiếu gia tới tìm ta thì không cần gõ cửa đâu ạ." À. Trúc Lãng mặt ửng hồng, "À, chuyện là ta nghe người khác nói ngươi ra ngoài với cha ta vừa về, vậy nên mới tới đây tìm ngươi. Vâng, vốn ta cũng phải tới gặp thiếu gia." Lão gia nói ngày mai thiếu gia phải cùng ngài ấy vào chiều đường hình như là sắp xếp của triệu vương chắc là chuyện thiếu gia giết đệ tử hoàng tộc nhưng mà lão gia nói thiếu gia cứ yên tâm ngài ấy đã xử lý ổn thỏa hết rồi thiếu gia tới cho có mặt là được lúc này trúc lãng liền thay đổi sắc mặt vào chiều đường sao được thôi tần dương nói tiếp thiếu gia tới tìm ta có việc gì không trúc lãng nói ta muốn tới vân trí quốc ngươi có thể mua được một vị trí đó từ đệ tử hoàng tộc không mua được cho nam linh sa cô nương một chỗ nữa thì càng tốt chắc là được ạ à phía hoàng tộc có không ít người muốn lấy được khế đất trong tay chúng ta chúng ta có thể lấy một vài khế đất không quan trọng ra để đổi trúc lãng mỉm cười được vậy chuyện này nhờ ngươi nhé tần dương cười ngây ngốc thiếu gia yên tâm chuyển cảnh đến sáng hôm sau tại hoàng gia bên trong chiều đường hoàng thượng nâng chung rượu lên nào 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 hôm nay mọi người xung họp tại chiều đường ta cạn một ly trước lúc này một lão già hoảng hốt vội vã chạy vào hoàng vương lão chắp tay hành lễ khóc lóc mồm hét lớn hoàng vương không hay rồi thiên quan liếc nhìn nói với trúc lãng ông ta là quốc phụ của Duệ quốc, chắc là chiến sự ở Đại Lục Ly xuyên có biến cố gì rồi. Hoàng Vương bình tĩnh nói, quốc phụ Duệ quốc, có chuyện gì khiến ngươi hốt hoảng như vậy? Lão quỳ xuống khóc lóc, Hoàng Vương, xin người hãy ra lệnh chiêu hàng người đang thống trị Đại Lục Ly xuyên là Lê Vân Tư Địa. Hoàng thượng bất ngờ hỏi lại, hả? Có chuyện gì vậy? Ngươi cứ nói hết ra. Ánh mắt lão vô hồn toàn thân run rẩy sợ hãi nói, ngài nói cho bọn ta một tháng để lấy được quyền thống trị Đại Lục Ly xuyên. Bọn ta vốn đã tập kích đã thương Lê Vân Tư, Trúc Lãng liền suy nghĩ, cái gì? Vân Tư bị thương sao? Lão khóc lóc nói tiếp, ai mà ngờ Lê Vân Tư lại giam xảo như vậy, ả à, phái người tới đốt sạch kho lương, sau đó thừa cơ chặn kín thùng lũng, khiến cho quân ta không chi viện được, đáng hận hơn là chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Lê Vân Tư đó đã hồi phục vết thương, tự mình lãnh đạo binh lính đánh thẳng vào dệ quốc của bọn ta, chiếm, chiếm lĩnh toàn bộ vệ quốc của bọn ta rồi, xin người hãy hạ lệnh chiêu hàng để tránh cho Lê Vân Tư đó đổ sát con dân dệ quốc, hu hu hu. Thiên quan ghé mặt nói nhỏ thật không ngờ con dâu của ta lại uy vũ như vậy được đấy được đấy trúc lãng toát mồ hôi nói, hừ, đã nói với cô ấy là chỉ phòng thủ thôi. Đợi con lấy được quyền tọa chấn rồi sẽ tính toán việc lâu dài, không ngờ cô ấy thẳng tay chiếm luôn Duệ Quốc rồi, nhưng may mà cơ thể Vân Tư không sao, tốt quá rồi. Lúc này, một tên liền đập mạnh tay xuống bàn, hắn đứng dậy hét lớn, "Hừ, chiêu hàng cái con khỉ, một con danh con thống trị Ly Xuyên, Long Hổ Tông bọn ta có thể nhẹ nhàng hạ được bọn chúng." Thiên Quan ngước mặt ngoái mũi khinh thường, Thiên Quan nói, "Hừ, quyền tọa chấn Đại Lục Ly Xuyên bây giờ nằm trong tay Trúc Môn ta, lẽ nào Long Hổ Tông muốn đối đầu với Trúc Môn chúng ta sao?" vậy thì ta chỉ đành để diệu sơn kiếm tông tới tông lâm các ngươi hỏi thăm một lượt từ lớn đến bé rồi lão vô cùng hoảng hốt lúc này hoàng phi cực đình hoàng triều bất ngờ lên tiếng bây giờ đại lục ly xuyên đã không còn là nơi vô chủ các đại thế lực vẫn đừng nên nhúng tay vào thì hơn hoàng vương đứng giữa chiều đường nói không sai quốc sư viết một chiếu thư chiêu hàng để người của trúc môn đi đàm phán với lê vân tư chiêu nhập vào hoàng bộ phong làm ly xuyên quốc quận tên công công liền đáp rõ hoàng vương xoay mặt nhìn cha con trúc lãng đúng rồi an vương cáo trạng với ta nói chúc minh lãng coi thường hoàng tộc còn giết một đệ tử của hoàng tộc nữa sắc mặt ông đen lại hai mắt sắc lạnh uy hiếp năm đó ngươi chặt đứt chân tay của triệu doãn ta phạt ngươi lưu đày khỏi hoàng bộ ba năm không ngờ rằng ngươi ngày càng táo tợn dám thẳng tay giết hại đệ tử hoàng tộc quả là to gan trúc lãng tay chấp lại gượng cười oan ủng quá thưa hoàng vương là tên triệu ngọ và triệu thần đó đánh lén ta trước tất cả mọi người đều nhìn thấy ta vì muốn tự vệ nên mới phải ra tay phản kích thôi nhưng ai mà ngờ được bọn họ chẳng chịu nổi một đòn nên nên mới dẫn đến bi kịch như vậy thật vô cùng thương tiếc hoàng phi đưa tay nói hoàng vương những lời hắn nói là thật tuy rằng trúc minh lãng có tội nhưng tội không đáng chết chi bằng lại cho hắn đi đầy vài năm như vậy cũng có thể thể hiện được sự công bằng cũng như nhân từ với người ừm vậy thì làm theo lời hoàng phi đi hoàng vương bên trên nói lớn nể tình ngươi đã biểu hiện xuất sắc trong trận đấu cho phép ngươi ăn tết ở hoàng bộ sau tết thì tự thu dọn đồ đạc rời đi trúc lãng chắp tay cung kính trúc minh lãng lĩnh phạt lúc này một tên khác trầm mặt suy nghĩ ừ đừng có đắc ý quá ta sẽ không tha cho bất cứ ai trong trúc môn các người đâu chuyển cảnh đến tiểu viện của trúc minh lãng nằm thư thả tựa lưng trên ghế dương quân đứng bên cạnh nói thiếu gia bên hoàng tộc đúng là có một nữ hầu tước muốn đổi lấy khế đất trong tay chúng ta nhưng mà nhưng mà sao nhưng mà người đó muốn gặp thiếu gia để bàn bạc trực tiếp việc trao đổi trúc lãng tươi cười ừm thời gian địa điểm cụ thể thế nào dương quân nói tiếp tối nay túy phong lâu chuyển cảnh đến túy phong lâu vào đêm muộn bên trong một căn phòng nữ nhân nói cuối cùng cũng gặp rồi Nữ nhân xinh đẹp kiều diễm cái đấy to tên là Triệu Mi Nhi, ta là Triệu Mi Nhi. Hồi nhỏ ta có tới chúc muôn các ngươi chơi, ngươi còn từng bắt nạt ta đó, không biết chúc công tử có còn nhớ không? Chúc Lãng suy nghĩ, Triệu Mi Nhi sao? Mình từng gặp à? Thôi kệ, nếu như cô ta đã muốn lôi kéo làm quen thì cứ thuận theo cô ta trước đã, để xem cô ta có ý đồ gì. Hắn liền chấp tay nói, "À, ha 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 phải phải, ta nhớ ta nhớ." Bất ngờ, Triệu Mi Nhi tiến đến ôm lấy cánh tay Chúc Lãng, nàng trà sát hai đấy vào tay trúc Lãng, thật không vậy chúc công tử có nhớ đã bắt nạt ta thế nào không chúc lãng toát mồ hôi suy nghĩ trong lòng á à, quả nhiên là lừa mình ta nhớ cái con khỉ á khụ khụ mini cô nương nam nữ thụ thụ bất thân xin hãy tự trọng mini e thẹn hứ ừ, quả nhiên là tên phụ tình hồi nhỏ ngươi đánh vào mông người ta thì đâu có nói như vậy chúc lãng trợn mắt hoảng hốt cô nương không thể nói linh tinh như vậy được đâu chúng ta nói chuyện chính đi Hừ, ta muốn một tờ khế đất của lưu vân thành thêm quyền khai thác của ba mỏ vàng nữa không được nhiều nhất là một mỏ vàng và hai mỏ bạc Mini tiếp tục nói, "Được, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng một điều kiện của ta." Trúc Lãng liếc nhìn, "Điều kiện gì chứ?" Mini bên này liền vỗ tay ra hiệu, "Các tỷ muội, ra đây hết đi." Trúc Lãng lúc này vô cùng hoảng hốt, "Ý, ý là sao?" Sau đó, bốn nữ nhân vô cùng xinh đẹp cùng xuất hiện, "Oa, ngài Trúc truyền thuyết đó." "Ôi trời ơi, người thật đây này, ta muốn sinh con cho ngài." Mini mỉm cười vỗ tay lên vai Trúc Lãng trận chiến ở Cửu Quân Mộ Sơn của Trúc công tử làm chấn động cả hoàng đô. "Bây giờ ngài là nhân vật trong truyền thuyết của hoàng đô bọn ta đó." đám tỉ muội của ta đều muốn hít một tí tinh khí của ngài trúc lãng hai mắt trợn trắng mồm há hốc hít tinh khí sao đùa cái gì vậy chứ một nữ nhân áo vàng mặt ửng hồng tươi cười vồ đến ôi trúc truyền thuyết ơi nàng ta hẩy hẩy thẳng hai con thỏ tròn quay cạ cạ vào người trúc lãng ngài trúc truyền thuyết ơi cuối cùng cũng gặp được ngài rồi nghe nói ngài có khế ước đất đai cực màu mỡ bán cho ta có được không trúc lãng hoảng hốt suy nghĩ cái địch thì ra là định dụ ta buôn bán à kiểu này ai mà chịu nổi chứ sau đó những quái vật ba đầu khác niềm nở tiến đến còn chúng em nữa nè chúc truyền thuyết ơi cho chúng em cái tí tiên khí với đám quái vật nằm sẵn trên giường không ngừng mời gọi ôi chúc công tử ơi ối đừng mà chúc lãng hết thất thanh vang vọng cả tòa lâu cứu tôi với thật là đáng sợ quá đi những quái vật ba đầu liền bị chúc lãng ký cho đầu xưng húp nằm bất tỉnh trên giường hừ chúc minh lãng ta là quân tử chính trực trong lòng ta chỉ có mỗi nương tử mà thôi nhìn mặt ta là biết ta le ghít thế nào rồi chuyển cảnh đến cổng vào vân long quốc một cổng dịch chuyển cao trên những tầng mây lớn hai vị à mấy con rồng trong đó sẽ không hại con người nhưng mong hai vị cũng đừng cố ý trêu chọc những con rồng quý nhé chẳng may xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì chẳng ai tới cứu được đâu mấy con rồng trong đó tùy thuộc vào năng lực của hai vị bắt được con nào thì đều có thể dẫn đi và đương nhiên báu vật trong đó đều thuộc về hai vị nếu lấy được tên gác cổng liền đưa ra một vòng ngọc phát sáng đây là đèn ngọc nó sẽ giúp tăng sinh lực cho các vị trong thế giới vân tri long mỗi một phút giây trôi qua đều khiến sinh lực bị rút ngắn nếu phát hiện đèn tối màu thì nhớ phải ra ngoài ngay lập tức nếu không thì dù tu vi mạnh hay yếu cũng đều bị vân băng đóng băng, biến thành mây tuyết lơ lửng trong vân quốc, Trúc Lãng đưa tay nhận lấy, đa tạ, tiến vào bên trong cổng. Vân Long quốc là một thế giới như thiên đàng, những ngọn núi lớn lơ lửng trên những đám mây, những dòng thác xanh biếc chảy vắt qua những đám mây chảy xuống bên dưới. Trúc Lãng tươi cười, nếu như Tổ Long thành bang cũng có một di tích Vân Long quốc như vậy, thì Tổ Long thành bang sẽ cực kỳ hưng thịnh. Nam Ninh Sa cười nói, ta nhớ lúc nhỏ từng nghe tổ mẫu kể về di tích này, chắc là người cũng biết chút ít, quay về phải hỏi người mới được nàng bất ngờ ôm lấy cánh tay của trúc lãng nhưng mà tựa sát vào người trúc lãng nhưng mà đúng là chỗ này cũng được lắm chỉ là lạnh quá đi mau sưởi ấm cho ta nào trúc lãng đỏ mặt suy nghĩ đệt sao tự nhiên em vợ lại nhiệt tình quá vậy nhưng mà cũng đầy đặn quá đi căng mọng đàn hồi không lẽ là anh dễ may mắn và cô em vợ xinh đẹp sao nam linh xa tỏ ra đáng yêu đẹp không trúc lãng liếc nhìn đẹp đẹp lắm bạch khởi bay trên cao tỏa ra những đốm băng sáng nhỏ mặt vui mừng gào 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 trúc lãng vội đẩy nam linh xa ra hình như bạch khởi phát hiện ra cái gì kìa trúc lãng liền xoay người nam linh sa bên này giật mình nàng đỏ mặt hụt hẫng nam linh sa nở nụ cười nói đồ nhát gan bạch khởi dẫn trúc lãng cùng nam linh sau tiến đến một cây xanh lớn bên trên những quả xanh như những bầu hồ lô treo trên cây bạch khởi liền đưa hai chân ra bắt lấy một quả bất ngờ những con chim cú trên cây lao xuống tấn công trúc lãng nói thôi cứ để lại vài cái cho chúng đi bạch khởi bất ngờ ánh mắt bạch khởi nghiêm mặt liếc nhìn gào gào bạch khởi tỏa ra luồng khí băng sắc lạnh đám chim cú hoảng hốt khóc lóc bay đi bạch khởi đắc ý tươi cười trúc lãng bên này toát mồ hôi nhìn bạch khởi trúc lãng trợn mắt bất ngờ hả thanh trác cùng hát nha vô cùng vui mừng từ bên trong xuất hiện ra ngươi cũng muốn ăn trái cây hả nhưng tiếc là quả vân đài chỉ bạch khởi ăn được thôi nhưng mà ngươi cứ ra ngoài tự tìm đồ ăn phù hợp với mình đi nha Hắc nha nước miếng chảy dài hừm hừm he he đồ ăn nó liền tươi cười chạy vút đi ha 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 ta tới đây đồ ăn Hắc nha đạp chân lên một đám mây ừ ừ hả hai mắt nó trợn trắng nó giật mình nó liền rơi xuống gào 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 cứu với chúc lãng hoảng hốt đại hắc nha cảnh này trông quen quá đi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nếu thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký cảm ơn các bạn